Này, đại ca đây, anh em mình vào đây đông đủ hết chưa vậy? Con thiếu ba người là ba. Lão Thập là lão Thập đâu? Lão Thập, thằng Tony với đại ca chưa thấy thằng Simple. Rồi, anh em mình những ngày qua có vấn đề gì không? Hôm qua đại ca có một cái cuộc gọi điện quan trọng phải qua bên nước ngoài để nói chuyện với lại bên đối tác làm ăn, nên đại ca không thể vào về thành phố kịp gặp anh em. Tin vui tin buồn đại ca. Nhưng mà đại ca ơi, tối qua em thấy người ta chụp hình đại ca bị còng là sao vậy đại ca? Có chừng người giống người không chứ đại ca, đâu phải là bên cảnh sát muốn còng là còng. Đây để anh em tôi nói vô. Vấn đề thứ nhất, mình ở trên đảo cá không quan trọng, nó không cần biết mình là ai. Đầu chọc là nó đích đơm, không cần hỏi trước luôn. Cái vấn đề là đại ca thấy do bọn nó mà. Bây giờ như thế này, đại ca nói thế này. Ví dụ một thằng mà nó để đầu hồng, mà vừa bên băng đảng của Bảy Lé, Hiệp Đen hay là anh Chen này nọ, mà nó cởi đồ ra thì cũng đâu mà nhận biết được, đúng không? Lẽ giờ mình cứ thấy một thằng đầu hồng nó gây chuyện là mình đánh. Tại do đại ca thấy là do vấn đề bên tụi nó không hỏi rõ ràng đó chứ. Tôi nói đánh đi, tôi do nó ẩu đại ca, hay là do là mấy thằng đại ca nó không biết dạy đàn em thì do nó ẩu. Vấn đề thứ hai là tụi nó đông quá. Đúng. Vấn đề thứ ba là thằng Nguyên nó đi đóng lộn với người ta âm 100 triệu rồi đó đại ca. Thế mà Nguyên hôm nay không thấy nó chi vui với lại anh em ta. Âm đại ca ơi. Âm đại ca ơi. Rồi giờ thế anh em mình còn vấn đề gì nữa không? Còn đại ca. Nói đi em bắt. Em chụp xe mà cũng bị hai thằng nó tìm bố nó quýnh em luôn. Cái gì? Đúng rồi. Giờ đúng rồi. Đi đâu? Có một bạn đi chụp xe bị hai nào nó tìm bố nó quýnh em. Thông báo đây, chụp xe bị tìm bố đánh. Ờ, như thế này đại ca thấy như thế này, thứ nhất là tụi nó là chơi dơ thì đánh nhau mà nó không có cần phải thông qua thằng đại ca, nó đánh như kiểu mấy thằng thất phu gì đó, thì vấn đề đó đại ca thấy tụi em cứ kệ nó đi, thì em nhớ biết nó là được rồi, đại ca nói chuyện cho mình xả nó luôn hay là lại tại vì đại ca thấy nó đánh không có tình huống thì nó cũng gọi là không có sanh chính. Thì tại vì tụi em biết không, do nó sợ anh em mình, nó không có đánh nhau rõ ràng hay là nó nói chuyện đúng sai, nó hết sử dụng lực gần mà chết. Nói chịu anh em, kệ đi, kệ đi, để tôi giải quyết theo kiểu ổn nhất. Hôm qua tại đại ca không vô á, nên tụi em không có đóng tiền găng được á. Có nhiều tiền găng của đại ca em gửi, tụi em gửi cho bệnh viện đó rồi đại ca. Rồi hôm qua là đại ca có nhận được của thằng Shibo với thằng Binka đúng không? À thằng Hoàng, hôm qua Hoàng cũng có đưa đại ca tiền rồi. Hay gì? Mà hôm qua tối tôi nói với anh em là đại ca bị bắt, anh em không tin. À không, còn cái thằng bắt là nó giống đại ca thôi. Hôm qua tôi biết đó không phải đại ca nên tôi mới ở trên đảo cá để câu tiếp mà. Người giống người thôi. Đây, rồi đại ca, anh em mình cùng ngồi quanh đi, rồi đại ca hỏi thêm vài vấn đề nữa. Thì cái vấn đề để mà đánh nhau thường xuyên vậy đó, để đại ca giải quyết trực tiếp với thằng đại ca cổ phiếu bên mà tụi em có biết là hầu như là bên nào đánh không? Ôi trời. Đánh nữa kìa. Nè, để tôi. Nè. Rồi, một thằng đánh thôi, để đánh lộn. Sao mà nó lỡ dữ trời. Nguyên. Chứ nè. Đánh đây mày, hay. Ui da, né hay nè. Tụi nó biết mình chứ không biết tụi nó, trời ơi. Chờ nó bạn. Cái này chừng mở bố là nó quýnh không sao biết được. Chả biết bên nào luôn hả thông báo. Tại vì em như đại ca thấy là chỉ biết là đại ca gây chuyện thôi à. Ừ, thì đại ca thấy các bên đang xích mích với mình thì chỉ có thằng bắp xào chứ thằng Huy Biển thì đợt rồi đại ca cũng đã giải quyết với nó ổn thỏa xong, thì chỉ có thằng bắp xào là nó đang nghĩ đại ca sờ mông người yêu của nó. Đại ca sờ mà ngộ cái á là giang hồi chiều tụi nó quýnh mình á, tụi nó quýnh mình á thì mình quýnh lại á thì người dân người ta đem một đạn ta quýnh mình luôn. Đúng. Còn vậy là nó ghét mình đầu chọc chúng ta. Ta quýnh mình. Tụi nó có auto là mình mà bị đánh là do mình chụp vô. Không biết lý do. Cái gì rồi mới lên và anh em đầy đủ hết vậy? Bây giờ còn đi rước ai vậy thông báo? Không. Dạ chị. Dạ sao đại ca? Bây giờ tính đi rước ai vậy? À rước con bé Miêu gì đó.
À thì cái con bé đó à, đại ca cũng tính hỏi như thế này, anh em là có cần găng mình là có cần một nữ không? Tại vì đại ca thấy có chị Jerry đây cũng có nhã ý là gia nhập băng đảng của tụi mình. Có cái vấn đề nữa là hôm qua cái bé Jerry gì đó nói là bạn của đại ca đó. Mượn 500. Đại ca biết con bé Jerry gì không? À Jerry thì biết, trời ơi cái chị đó là giúp đỡ cho mấy anh em mình rất là nhiều đấy. Bạn đại ca thì chắc cũng không khác gì đại ca. Chị đó có nhờ em là nói với đại ca mượn đại ca 500 triệu. Biết đại ca có cho mượn không ta? Đại ca thì chưa cho, nhưng mà bên phía đại ca có nghe là một người bạn làm ăn lâu năm với đại ca là có cho vay mượn 500 triệu rồi. Đó là anh Nón Lá. Thì dạ, không biết cái khoản tiền đó khi nào Nón Lá mới thu lại được rồi, nữa rồi. Còn một vấn đề là chị đó đòi xin vô văn của mình đó đại ca. Làm thủ quỷ hay là làm thục chết gì đó em không biết. Chị Jerry hả? Dạ. Đại ca gọi chị qua đây. Rồi. Mà cái chị đó có giống tính đại ca ghê đại ca. Đại ca. Sao lại nó giống tính đại ca? Nhờ trả người ta, em nói em khát nước mà để cho em miếng nước để em uống cho nó thông cổ họng, để nói chuyện cho nó suôn sẻ mà không cho được độc nào đại ca. Mà giờ em nói cho đại ca mà đại ca cũng không ra được cái gì hết ta. Khát nước quá trời. Ê trời ơi, rồi đứng đây để đại ca. Thôi bây giờ có thằng nào đói bụng ăn khát nước không? Đại ca dẫn anh em đi ăn rồi ăn uống rồi mình về đây mình Đại ca shop giờ nó bán có thức ăn mang đi được nha. Bây giờ có bán thức ăn mang đi à? Có đại ca. Hồi hôm qua có thằng nó cũng đòi xin vô gan đại ca, xin vô sao làm nghe em đại ca cả. Thằng nào hả Huy? Rồi, nó tên Tân Một Cú. Nó nói với em câu này là nó là bảo là nếu mà nhận nó thì tiền đại ca nợ nó lo. Nói chung là đại ca không quan trọng tiền bạc, quan trọng là cái tình cảm. Đại ca đến với anh em cũng là vì cái tình cảm mà. Dạ đại ca. Nó nhờ em thì em nói với nó. Rồi. Đại ca nghe đây, không bảo em thấy nó đi tù luôn à. Cái thằng đó là bạn Huy. Mà là do hai tụi nó quýnh lộn nhau. Thằng kia quýnh thua Huy. Xong rồi đủ quýnh nữa thì nó không chịu Huy, không chịu quýnh thì nó ra nó đeo mặt nạ, nó cầm cây với nó quýnh thằng này nữa. Rồi đại ca có nghe bên phía anh Bảy Lén có hỗ trợ đúng không? Đó đúng rồi đó đại ca. Rồi đại ca biết có vụ đó rồi, là kiểu nó hơi cây cú. Đại ca có nghe là nó có cây cú. Thì đại ca cũng không phải là tỷ người là cứ thằng nào giàu có tiền hay là nó khỏe mạnh thì đại ca tuyển không. Đại ca hết tuyển mấy thằng mà có tình cảm như tụi em vậy đó, chứ không phải là cứ có tiền là vô. Mình đâu có thể đồng tiền để đồng tiền chi phối được. Vậy hôm nay mình có tiền gan không đại ca? Cái vấn đề tiền gan thì để đại ca mình nói sau, nhưng mà Long nãy Long nói thằng đó là không nên là sao vậy Long? Em nghe đâu mà cảnh sát mé nữa mà luôn luôn cho tôi mượn xe tôi hướng lão thật cái luôn. Không mà cái vụ chị Jerry đó đại ca. Rồi vậy để đại ca gọi chị Jerry về đây rồi mình nói chuyện cho dễ. Chị đó nhiều tiền đại ca. Nghe mà cảnh sát còn có xe nói chuyện luôn à. À sẵn đại ca qua ghé quán ăn cái. Ờ chị Jerry ơi. Ờ sao đó anh Vinh này. Ờ chị Jerry có rảnh không, chị ghé công ty của tôi mình nói chuyện có đàn em của tôi cũng có ngồi phổ biến lại cái vấn đề của chị rồi. Chị có thể đến đây được không ạ? À rồi rồi. À ok, vậy anh đang ở đâu á? À tôi đang ở ngay công ty ngay công ty của tôi, đợt chị ghé đó chị. À mà anh nói qua quán ăn. À không, tôi vậy anh đưa lại GPS đi. Thôi vậy chị tới quán ăn đi, rồi tôi chở chị qua, sẵn tôi cũng ra đó tôi ăn luôn. À rồi rồi. Ủa lão Thập. Ủa công ty của anh làm gì mà có cái cửa, không có cái cửa vậy anh? Trời ơi, tôi lúc nào cũng dạng là phong cách của chúng tôi là luôn luôn đón khách nè, không bao giờ đóng cửa. Cửa mở 24/24. Rồi, anh em hầu như chắc cũng đông đủ, thiếu mỗi thằng Tony thôi đúng không? Mình ngồi xuống đi. Mình ngồi vòng tròn cho mình dễ nói chuyện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đại ca nhớ là thằng Tony nữa là 10 đúng không? Đúng rồi đại ca. Anh đường Tăng. Còn đường Tăng nữa. Thằng Tony là 10, đường Tăng là 11. Vậy là chỉ có một người nữa thôi. Một người nữa vừa được vào công ty của mình. Tại vì đại ca có nhận được cái cuộc gọi của phía ông chùm thế giới ngầm. Thì ông chỉ nói là mỗi băng đảng chỉ có khoảng 12 người, không hơn không kém. Dạ. Tính luôn đại ca luôn không? 12 là tính luôn đại ca luôn. Rồi, vậy để đại ca đếm lại nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
đồng loại chỉ đi anh em, chỉ đây không thốt dữ vậy. Ây cha, đại ca đếm tới đếm lui thì mình vừa đủ 12 luôn rồi đó. Tại vì còn thằng Đường Tăng với lại thằng Tony là mình lại vừa đủ người. Mà bây giờ tụi em lại muốn có một thủ quỷ. Vậy là mình phải lội, nếu mà mọi người muốn quá chỉ có lội trừ thôi. Thôi, đủ rồi thì thôi anh Johnny ơi, tôi cũng... tại vì tôi hôm qua tôi nghe nàng em của anh nói là thiếu thủ quỷ cho nên tôi mới muốn giúp anh thôi. Còn nếu mà đủ thì thôi chứ tự nhiên anh loại trừ nàng em của anh. Chị Jerry, sao tự nhiên chị có thể nói tôi là tại sao chị lại muốn làm thủ quỷ cho anh em tụi tôi không vậy? Thì tôi cũng chơi với anh cũng lâu thì tôi biết cái độ tính toán tiền bạc của anh như thế nào cho nên là tôi chị ơi, muốn giúp anh thôi. Chị hỏi anh em đi, tôi tính đó giờ có để thằng em nào thiệt hay không? Có nha. Đúng, anh không bao giờ để đàn em thiệt. Tại vì anh tính sai không mà. Anh đẹp cho đàn em anh lời chứ sao mà thiệt được. Thì tôi nói người thiệt là anh á. Hà là tôi thiệt hồi chứ không để đàn em tôi thiệt hồi. Chị hiểu không? Đúng rồi, tại có bao giờ anh tính đúng đâu mà. Không thiệt thôi. Sáng quá. Sáng suốt quá. Mà hôm qua giờ em nói với chị với đại ca em mà hai người cũng chưa có ai đưa cho em miếng nước hết. Đại ca tính, em tính như nhau quá, tính như nhau quá. Em vậy đâu thì lát nữa đại ca mời thông báo đi ăn uống riêng mà em cứ vậy không. Rồi mà chị Jerry, tôi có nghe là chị mượn ông bạn nấu lá của tôi là 500 triệu đúng không chị? Sao vậy anh? Chị mượn với cái vấn đề gì vậy chị ạ? Tôi mua xe đó. Chị mua con gì? Thì tôi đang coi ai bán thì tôi mới mua. Mà có chuyện gì không anh? Tôi chỉ thắc mắc thế này, tại vì trước đó tôi có nghe là chị muốn lập một cái gọi là băng đảng dưới quyền của chị, mà sao giờ chị lại muốn vào làm thủ quỹ của tụi tôi cũng hơi bất không ngờ. Không giấu gì chị. Anh chứ toàn là ma cô không mà. Bữa hổm đứng xếp hàng, tôi cho tiền ăn uống xong rồi bữa sau gọi không đứa nào bắt máy hết. Thậm chí có một đứa nó xin tôi 20 triệu đi thay đồ. Nó nói là ngày mai em hoành lại em đưa chị 40, là 20 em mượn với lại 20 em đóng tiền gan. Bữa sau điện không nghe luôn. Cả tuần lễ nay mất tích. Chị Jerry ơi, tôi thấy một phần cũng là do chị chứ. Chị tàn tiễn những thằng gọi là đau đầu đường xó chợ, chứ không phải là những anh em giàu sinh ra tử như tôi đâu. Thì của lúc đầu thì anh có biết được ai ra là ai không? Hay là làm sao anh biết được người ta như thế nào chứ đúng tại không? Tại vì tôi á, chị hỏi có thể hỏi đàn em của tôi có phải là rất là nhiều thằng tới xin tôi không, nhưng mà tôi từ chối rất là nhiều luôn, có thể chục thằng đổ lên. Tại vì tôi nhìn vô mắt tụi nó, tôi biết thằng nào tốt, thằng nào xấu, thằng nào điệu nghệ. Còn chị Jerry, chị tàn tiễn gì cái số lượng không thì sao mà bằng được. Tôi đâu có tiễn số lượng, nhưng mà để mà lựa ra một chất lượng cũng không có. Thành phố này bây giờ khó nói quá anh ơi. Tại vì chị cũng biết rồi, thành phố này tôi may mắn sở hữu được 11 vị huynh đệ rất là chất lượng và nguyện cùng tôi vào sinh ra tử đó chị. Cái chuyện mà tôi mượn anh nấu lá thì cho tôi hỏi là làm sao mà tới được tay của anh? Thì hôm qua tôi và anh nấu lá có cùng đi ăn uống với nhau, ảnh có nói tôi nghe mà. Thì nhưng mà tôi mượn thì tôi mượn thôi chứ tôi có quịch đâu mà sợ dữ vậy. Rồi, vậy thôi cái vấn đề đó lát nữa tôi với chị nói riêng. Bây giờ để tôi thử hỏi bé Miu này. Miu à, đại ca có nghe là em muốn đăng ký vào cái chân thủ quỷ đúng không? Và anh em ở đây đa số là đều là tán thành. Mà nó bị cái khoản như thế này là băng đảng vừa đủ 12 người. Thì mấy đứa có thấy là thật sự là cần thủ quỷ không? Nếu mà không tin đại ca rồi tụi em muốn loại thằng nào? Loại Simbo đi. Đại ca. Đại ca cũng thấy như thế này, thằng Simbo là nó rất thích là Miu vào băng đảng mình. Mà để mà có Miu vào thì đại ca chỉ thấy là Simbo nó nhường cái vị trí đó. Hay đại ca, em tính vậy nè. Miu vào băng đảng của chị Du. Cho em nói cái. Nói đi Miu à. Thật sự thì kiểu lần đầu tiên mà gặp anh em ở đây á là cũng có một cái duyên rồi. Thì kiểu Miu thấy anh em giúp đỡ đồ này kia đó, Miu không có biết là một gang nó chỉ có 12 người. Còn cái việc mà vào gang để làm thư quỷ á là Miu cũng không có nghĩ tới luôn. Tại vì Miu chỉ nghĩ là vào gang để mà kiểu như là hoạt động của anh em, để có một cái gia đình để mà làm việc đồ này kia thôi. Chứ không có, Miu không có ý định là vào để làm thư quỷ. Mà anh em kiểu như là tin tưởng để mà đưa lên làm thủ quỷ thì kiểu như là hôm nay Miu đứng ở đây. Còn nếu như mà thiếu người á, dư người á thì
Miu sẽ tự rời đi thôi, chứ Miu không muốn là những cái anh em trước trước đây cùng sinh ra ra tử với lại đại ca mà bây giờ phải từng người đi thì Miu cũng không muốn vậy. Thì cảm ơn chị Miu đã chia sẻ. Thì tôi thấy như thế này, vấn đề về người đó thì để tôi hợp kỹ với anh em thêm một lần nữa khi mà đông đủ 12 anh em. Còn trước mắt hiện tại là tôi thấy chị Jerry đó cũng muốn lập băng đảng đó, chị Miu có thấy hứng thú gì không ạ? Sao sao đại ca? Sao? Đó, chị Miu đó tôi thấy cũng có hứng thú lập một cái băng đảng chỉ là toàn là các quý phú bà không đó. Thì chị Miu có thấy hứng thú với chị ấy không ạ? Để mà chọn được một cái gang nó cũng phải kiểu như là phải có một cái gì đó thì mình mới ý là dạng chị chê, phải có một cái mục tiêu thì mình mới đi được. Ý là dạng là chị Miu chê đúng không, chê chị gái đó rồi. Không phải chê, nhưng mà tôi nghĩ là sẽ có một cái băng đảng nào đó nó sẽ thích hợp với tôi hơn. Nói về về rồi về rồi à, đại ca tôi là chắc cũng phải ngang ngửa chị đó. Chị đó phải ngang ngửa đại ca tôi không đó. Bây giờ chớ là 12 người rồi anh em ơi, lật là 12 rồi dừa ở đâu. Thì cái vấn đề này một thì một băng đảng mà chỉ có 12 người thì nó hơi tại ít vì nè. Chị Miu có biết đó là tôi có đợt rồi tôi có nói chuyện với là bên ông trùm thế giới ngầm thì cũng có nói như thế này, ông nhận thấy một cái thành phố để mà quá nhiều người sống thì sẽ là không đủ đất để mà làm ăn, thì cảnh sát là nó rơi vào khoảng 40 người, bác sĩ là khoảng 30 người, là ông chỉ cho phép là hoạt động 200 người thôi đó, thì sẽ còn lại 130 người đúng không? Sẽ chia đều ra cho các băng đảng, thì ông cũng nghe là băng đảng trong thành phố mình giờ này cũng rất là nhiều. Thì nó rơi tới khoảng mười mấy gang rồi đó. À, đại ca, băng có 12 người mà sáng em nhớ là cái tụi mà nó gượt tụi mình trên đảo cá là chắc không phải 15 đứa đại ca. Mà em nói đại ca nghe, ví dụ như băng 12 người thì đại ca có kiểu như là kiểu như là lúc nào cũng phải đủ 12 người hay không? Ví dụ như lúc đó gang nó đang có việc gì đi, anh em đang bận việc gì ở dưới quê đi, mà trên thành phố này anh em đang bị một cái vấn đề gọi là kiểu như là có thể gây ảnh hưởng tới tính mạng của anh em mình nữa. Thì mà lúc đó lại thiếu người ở bên kia đủ người thì bên mình có bị gì nó mất gái cái nào đầu à? Hay là thành viên 12 người chứ một đại ca. Cái này là không được, tính luôn cả đại ca luôn là phải là 12 người. Tại vì đại ca có nói là ổng nói nếu mà thằng nào mà làm sai là ổng sẽ đưa người xuống giải quyết luôn cái băng đảng. Tại vì dù là tụi mình là rất là mạnh nhưng mà phải cũng phải dưới trướng ông trùm đó rồi. Trước khi mà kiểu như có những cái cuộc va chạm á thì em nghĩ là mình sẽ có một cái khối lượng, kiểu như là sẽ có một cái điều gọi là đủ cái năng lực. Đại ca hiểu ý em nói không? Đại ca cũng có hỏi rõ ông vấn đề này. Thì ông nói là ví dụ một băng đảng đi làm 12 người đúng chưa, thì nếu mà giữa hai băng đảng mà có va chạm thì tập hợp các bên chỉ được 12 người, còn nếu mà không có ai trên thành phố ít hơn thì phải chịu, là cái đó là do băng đảng rồi. Nếu như vậy thì sẽ khá là thiệt thòi. Về ví dụ như là có nhiều gang kiểu như là người ta đó, như cái việc hồi nãy anh vừa nói á, ví dụ như là có những cái cuộc va chạm bất ngờ đi mà anh em như vậy thì những cái gang khác người ta sẽ dần dần lớn mạnh, còn những cái gang mà kiểu như là cứ như vậy hồi thì nó sẽ cứ thì như vậy hồi thôi. Là sao anh đại ca chưa hiểu lắm, tại vì gang nào nó cũng khoảng 12 người mà sao nó có thể lớn mạnh mà mình lại dậm chân được hết. 12 người. Nhưng mà đại ca có thấy cái tình trạng hôm qua không? Quang có nghe nói là anh thông báo bị up sọt trong một cái vụ mà anh em tất cả anh em đều không biết luôn. Thì vấn đề đó đại ca cũng là hỏi lúc là đó ông báo là người đại ca ta sẽ nói chuyện với các đại ca ở bên băng đảng đó để mà giải quyết cho ga lẻ luôn. Thì đại ca cũng sẽ không làm cho mọi người bị thiệt thòi đâu. Thôi đại ca đúng rồi, vui. Không, nhưng mà nó trùm bắt bố rồi, biết ai đâu mà giải quyết anh. Thì cái này đại ca nói yên tâm, đại ca sẽ giải quyết được, không để anh em bị thiệt thòi. Em thì bị quýnh ghét quen rồi nên không sợ thiệt thòi. Thông báo quýnh ghét mà nó ốm luôn đại ca ơi. Đó thì cái vấn đề của Miu đây thì đại ca cũng nghe anh em nói rất là tin tưởng Miu và làm thủ quỹ rồi, nhưng mà khoảng đó thì để đại ca xem xét rồi có gì đại ca sẽ liên lạc lại sau. Thôi nói chung là đại ca cũng chưa hiểu bình thường tụi này á là nó như là những sát thủ máu lạnh vậy, mà lần đầu tiên đại ca thấy nó rung động vì một cô gái, đại ca cũng rất là bất ngờ. Em rồi Miu à,
Nói chung là em nói rồi, nói chung là lần đầu tiên gặp thì cũng là một cái duyên. Tại vì lần đầu tiên lên thành phố mà gặp mấy anh này cũng thấy cũng giúp đỡ. Thì em thấy cũng có duyên đấy. Nhưng mà bây giờ Miu nói gì lên thành phố được bao nhiêu ngày rồi? Lên chắc 2-3 ngày vậy thôi à. Nhưng mà em toàn đi với anh em mình không à. Rồi cái vấn đề này để đại ca sẽ cân nhắc. Chỉ có cùng lắm đó là chỉ có loại trừ một người thôi. Đại ca cũng không có dám làm trái lệnh của ông. Đại ca nếu mà thật sự anh em ở đây rất là muốn có một bóng hồng vào để mà làm thủ quỷ thì chỉ có loại trừ một anh em thôi. Đại ca cho nói cái này được. Đại ca nói được, nghe đại ca nghe thằng này. Lỡ cái này là vợ của thằng này thì đâu còn tính là đàn em được. Hai nó đi chung cái gì nó bị đụng chuyện rồi tụi em xử gì. Gì vậy vợ? Nếu mà đại ca nói vậy nếu mà là đụng chuyện đúng không? Bồi điểm thông báo không? Đó là mình phải gạt cái vợ của Symbol ra. Đó là gạt vợ của Symbol ra mà và mình 12 người sẽ là giải quyết với 12 người bên kia. Đúng đúng nhưng mà là cái thì đó thì em nói rồi. Thì cái này vấn đề yêu đương đại ca cũng đúng không có cấm đâu, giống như đại ca cũng từng yêu chị Cindy, đại ca cũng từng yêu chị Cat hay là những chị gái khác đó. Có nghĩa là nếu mà mình hợp tác làm ăn với chị Jaggy hay là Miu đồ được đúng hợp rồi, tác là chuyện bình thường nhưng không được phép liên minh thôi. Đại ca hỏi rõ vấn đề này với là ông Trầm rồi. Đúng rồi, hợp tác làm ăn lúc đánh nhau là 12 người mình là giống như tụi em cũng có thể là tụi em đi làm ăn câu cá cùng với lại các băng đảng khác mà, nhưng mà khi mà đụng chuyện là không được phép có các băng đảng đó can thiệp vào. Cũng không có được kiểu như là có anh em dự bị hả ta? Không, không, vấn đề dự bị là đại ca hỏi rõ ràng là không được, là không được. Hồi chiều quýnh lộn mà quýnh lộn mà thằng Huy nó chạy đi xong rồi cái đám bên Huy Biển thấy thằng Huy chạy đi chạy về cái đeo mặt nạ nó quất Huy tiếp. Mà nó không có liên quan. Không phải Huy Biển, không phải Huy Biển. Không, nhưng mà cái người chụp hình cũng là người bên Huy Biển. Giờ không biết đúng sai nữa rồi. Đúng rồi đó, có nghĩa là em thấy đứng chỗ của bên Huy Biển câu. Bây giờ nè, đại ca hoặc nó hỏi như thế này, tụi em nghĩ xem, tụi em có muốn một cái cuộc chiến mà nó cứ kéo dài ngày này qua ngày nọ mà nó không có gọi là cái hồi kết không, cứ gặp là đánh như vậy đó. Em muốn đại ca kêu tụi nó ra quýnh tay đôi. Đó thì đại ca cũng sẽ nói lại do cho đại ca bên nó tụi nó hiểu là dân làm ăn, làm dân hồ cũng phải có làm ăn thì không thể nào mà đánh ngày này qua ngày nọ được. Đúng rồi. Mình phải giải quyết một lần cho nó ổn thỏa xong xuôi câu chuyện luôn. Giờ mình kéo nó nọ hả đại ca? Mình định chuyện với nọ ra chuyện đại ca. Đó thì giờ đại ca định là hôm nay anh em mình họp xong đại ca sẽ gọi điện gõ gàng với Huy Biển đợt rồi. Đại ca đang chưa gọi điện cho nó mà. Mà không biết phải để Huy Biển không nghe đại ca. Tại vì á hồi nãy em lúc em đứng đó thì rất là đông. Đợi đại ca một phút. Nghe. Bạn bên bạn có đấu sĩ nào không? Tối nay 10 giờ tôi mời bạn. Vậy vấn đề không gấp thì lát tôi gọi lại cho anh Bảy cho. Hả? Ok. Em ra đây nói. Rồi. Nói đi Huy, đại ca nghe đây. Rồi em nói từ đầu rồi đại ca nghe. Đầu tiên á là em với Nguyên với thằng Hoàng đang câu. Thì tối lộn em Nguyên với thằng Symbol đang câu. Là nguyên một bầy kia là khoảng chắc khoảng 15 đứa đeo mặt nạ. Nó tấp ra nó ra. Thôi bạn ơi. Hơn luôn hả? Gần như cả cái đập. Là đông lắm mà đông lắm là em chạy xuống biển. Xong rồi Nguyên cái đầu. Xong rồi thằng Symbol nó bị tấp một lần. Ở đó là gục trên đảo, em chạy lên đấm một thằng là nó gần xỉu rồi, em phải cái tụi nó đông quá em chạy xuống biển nữa, cái em đứng đó nấp cái một có một một người bên của bên đứng chỗ Huy Biển á chỉ xong đây mặt nạ xuống quánh em luôn, xong rồi em lên quánh ảnh một cái nữa, xong rồi có một người khác đánh mà nguyên tụi Huy Biển á đứng đông lắm nhưng mà chỉ có một anh đánh thôi nên cũng không chắc là bên Huy Biển làm nữa. Mà còn bên kia thì thấy rất là đông, bên kia chắc phải thì đại ca nói rồi, đáng lẽ là sẽ có một cái cuộc họp giữa các băng đảng với ông Trùm Thế Giới Ngầm là vào khoảng 2 ngày trước, nhưng mà đại ca có nghe là ổng phải đi qua nước ngoài nên là trong vòng 3 ngày đổ lại, chỉ có trong vòng 3 ngày đổ lại thôi sẽ có một cuộc họp giữa các băng đảng, thì đại ca cũng sẽ phổ biến cái ý kiến này lên với ông Trùm để ông Trùm giải quyết đó, nên là anh em cố gắng chịu thiệt thòi đi. Đáng lẽ ra là phải giải quyết 2 ngày trước đó rồi nên là nhưng mà ổng bận quá. Vậy 3 ngày tới mình không được đóng tiền ngân hay đại ca? gì đâu mà đóng tiền ngân. Giờ mình chịu thiệt thòi để đầu kinh tế. Mà hình như là có tụi nào nó gài tụi mình á chứ trong cái đám anh em hình như là ít ai ăn cắp dung lắm.
Đúng rồi, em nói đúng. Ngoài đại ca cấp dung thôi chứ tụi em đừng cấp gì luôn. Tụi nó yên minh, tụi nó đổi thù mình á. Tại vì đại ca nhớ lúc đại ca lên đảo á, lại chả có thằng nào dám đánh nhau, kể cả cái thằng gì mà nó muốn kiếm chuyện tụi mình nó còn chả không dám đánh nữa, mà sao nó cứ canh không có đại ca là nó đánh không à. Không, radio không phải, radio bữa kia tấp thông báo là không phải, còn cái tụi mà hôm sau thì không biết nè. Tụi đại ca nó nói thằng radio hôm bữa này. À. Ừ, thì đó, đại ca hay nói đó. Lúc đại ca có trên đó thì nó lại không đụng tụi mình, mà nó cứ canh đại ca là không có đó là lại đánh anh em, nên đôi khi đại ca cũng chả biết vậy. Với giải quyết tụi nó sao thì đại ca cứ rất là mong cái cuộc họp này với lại ông Trùm Thế Giới Ngầm cùng với lại các băng đảng khác, đại ca sẽ phổ biến cái vấn đề này luôn. À, hôm qua và hôm nay và ngày mai đại ca sẽ không thu tiền của anh em, được chưa? Là tới ngày 17 thì bắt đầu mới lấy thu tiền lại của anh em để đại ca còn thanh toán các khoản khác và lại mua tiền, mua xe và mua thuyền cho các anh em di chuyển, được chưa? À, tụi em thì không sao, đại ca đánh nhau thì không sao, nhưng không mà mua xe đi, mua chiếc được. Thì tụi em mua thêm một chiếc rồi đại ca. Mua thêm một chiếc gì? Đừng có mua xe van nha, để tiền đó đại ca sẽ gom vô mua chiếc su tình và đại ca sẽ nói như thế này. Thì để mà tránh anh em, để mà tránh anh em trong đây có thằng có thằng không, thì đại ca sẽ phân chia tài sản, mỗi thằng giữ ít nhất là một chiếc. Mấy đứa thấy được không? Được đại ca. Chiếc xe Vespa đại ca. Giống như là chiếc su tình đi. Thì đại ca thấy thằng thông báo nó cũng lên thành phố nhiều, với lại nó là thằng chịu khó, nó cũng đóng góp rất là nhiều. Thì chiếc su tình sắp tới là đại ca muốn nó đứng tên, thì mấy đứa có vấn đề gì không? Không. Đại ca có dễ xe. Không được đại ca. Em biết chạy xe đâu. Thì ý là em cứ cầm chiếc đó, với lại không biết chạy thì em có thể đưa chìa khóa cho tụi nó. Dạng là đại ca muốn phân chia tài sản, mỗi thằng giữ một chiếc á, em hiểu không? Em đang giữ chiếc thuyền. Rồi sau này đi, thằng nào giữ mua nhà thằng đó sẽ giữ chìa khóa nhà. Đại ca sẽ là thằng không nhận bất cứ một cái gì, được chưa? Đại ca là sống gì anh em? Phật sống, sống hình là hết đại ca. Phật đó, đại ca chỉ là dùng chung của anh em, ở chung với anh em, còn tài sản là sẽ đại ca sẽ để anh em tụi em nắm hết. Vấn đề xong xuôi còn vấn đề gì nữa không? Tụi em còn vấn đề gì nữa không? Ờ nãy em nghe Simbo nói hôm nay mình có luyện tập võ đài nữa gì hả đại ca? Đúng rồi đại ca, training lại võ đài đại ca. Rồi, vậy là đại ca cũng nghe đâu tối nay thằng Bảy Xoài nó cũng vừa mới gọi điện là có một cái cuộc đấm bốc. Tối nay thì bên mình là tự tin là có thằng Nguyên, còn thằng nào đánh nữa không? Không thì anh em bây giờ nè. Giao hữu đại ca. Bây giờ đại ca đang có khoảng 100 triệu trong người, đại ca sẽ hỗ trợ cho anh em tiền gọi là tập luyện với nhau. Rồi sẽ tìm ra ba thằng đấm tốt nhất ở trong băng đảng của mình. Em thấy đại ca đấm hay nhất rồi. Đại ca ra đấm cho tụi em. Đại ca ra đấm hả? Rồi vậy thì mình đại ca ra đấm, đại ca test từng người tụi em đi. Mình làm ở địa bàn của tụi mình luôn đi ha. Đại ca Thùy và em à. Rồi nhưng mà vậy nè, nhưng mà đại ca nói vậy nè, để mà tránh cái tiền mà nuôi bệnh viện thì cảm giác mà mình sắp ngất thì nên báo lên xin ngừng để mà đi bệnh viện 2 triệu thôi, hiểu không? Đánh okay, gần chỗ bệnh viện đại ca, cho nó gần đại ca. Có cái chỗ một cái hầm. Không thể nào mình đánh ở trong thành phố kiểu cái đó là mình quấy gói trật tự công cộng được. Có một cái hầm. Chỉ có đại ca hát cái hầm xe được đó, ra. Ý là mình đánh đâu có rớt đâu. Đúng rồi, đứng ở đó cho mình chạy bệnh viện cho nó gần đại ca. Rồi, đi bộ đại ca. Vậy thì ra cái hầm xe nha. Rồi đủ anh em nói chưa, bây giờ mình tập đấm bóp nè. Đại ca với Nguyên hiệp đầu đúng không? Trời ơi, em cũng được đại ca, em cũng được đại ca. Rồi. Tại vì sáng giờ em cũng nóng tay á. Đại ca giờ nó thua cũng nhiều quá đại ca. Rồi, vậy để đếm giùm đại ca đi, để đại ca với Nguyên làm cái hiệp đầu nè. Rồi, để em đếm chờ. Em lùi sao các anh em lùi. Đếm xong là đi ra nha, đừng có đứng gần để đại ca với Nguyên đấm nhầm. Anh em lùi ra qua ngoài chứ. Rồi. Đại ca nhắn cái đại Nguyên. Anh em như vậy chưa? Đại ca với Nguyên như vậy chưa? Rồi. Đặt kèo mà. Không, có 2 3. Dừng tay. Rồi Nguyên lấy xe đại ca đi chữa trị đi. Còn nào lên nữa? Em. Rồi Bin ca đúng không? Quy đếm giùm cho đại ca đi. Ủa đại ca không đi bệnh viện hả đại ca? Đại ca còn khỏe lắm thông báo à. Khỏe ta. Đầu dữ ta. Rồi. Giờ đại ca mới hiểu tại sao mà nó trừ đợt nó trừ cái bill 60 triệu rồi đó. Nó
Em nghĩ là em với đại ca cái thạch cái cửa này chui phi cho hiệp đen bảy đi qua hải đăng đi. Tôi thấy là anh em mình đi máu đi mất công cho công bằng như tôi hôm tôi của mi mới bị đánh hai cái rồi à, để cũng... đại ca cảm giác là người vẫn còn khoe khoắn lắm, đến cho đại ca với thằng Bitka đi. Nghe nói trong bốn người anh này, Bảy Lề, Tommy, Hiệp Đen thì anh này đánh giá nhất. Tin này chuẩn chưa? Vui rồi mà, chơi vui rồi mà, còn gì tính dữ vậy? Ai muốn chơi vô? Đại ca là đại ca một. Rồi, vậy Binka với đại ca nha. Rồi, Binka. Anh em lùi lùi xích ra trước nè. 1, 2, 3, quốc đi đại ca. Lùi ra lão thạch với... Rồi, vô Binka. Trời ơi. Rồi, má xong rồi. Té là xong rồi. Không ổn rồi, nói đại ca nghe chưa? Không ổn. Sao cái răng của tôi nó lọ quá vậy trời. Cần hơn nữa chứ đi, nữa chứ thêm tí. Rồi, giờ có ông nào đứng đối đầu đại ca nữa? Đây em đại ca. Rồi, Quy luôn đúng không? Đúng vậy. Đếm giùm cho đại ca đi. 1, 2, 3. Vô. Không ổn đó đại ca nghe chưa? À. Rồi đại ca, không ổn đại ca. Má gan này chắc ăn được mũi gan tấm thứ hai của Vi Biển. Đại ca đi hồi đi, để đại ca đi đi trị bệnh, đi đại ca nào Quy ơi. Đại ca đó thủ đáng gờm nhất. Thôi tôi thấy là quá để tụi nó chen lên với nhau đi chứ không ổn rồi. Cái kiểu này là đấm sao mà lại tụi Tâm Mì, tụi Huy Bị, tụi Hiệp Đen với Bảy Lé giờ trời. Cái này chơi nhiều là lên tay à, mọi người đấm cứ hồi đó tôi đâu biết đấm đâu. Cứ phối hợp đè nút shift rồi lấy chuột trái rồi nút A nút D để canh cái góc. Tụi nó bẻ người qua đâu thì đè heo đấm thôi đó. Chơi nhiều là quen tay à. Rồi quan trọng con chuột thằng nào lít nó êm nữa. Đó anh em mình cứ tập luyện, có tiền mà đúng không em? Cứ tập luyện dài đi, không gì phải lo. Đúng rồi đại ca, phải tập hết đại ca. Chứ toàn anh em mày mới rồi mà nó đấm về phèo quá mày đại ca. Rồi bây giờ nè, đại ca nghĩ á, anh em mình đừng có buồn cái vấn đề là đúng rồi. Đắm hay sao, quan trọng là mình kiên trì một cứ một ngày mình bỏ ra gọi là 10 triệu mình đi bệnh viện mình cứ đắm từ từ thì cũng lên tay. Em bỏ ra 100 triệu. Đại ca cho em làm lại cái đúng không đại ca? Em nhắc em với đại ca phương pháo nó quấn được thì đại ca thôi để tôi rồi vậy thông báo với đại ca đi. Từng người giờ tay đấm hàng đầu là chắc có Hiệp Đen với lại Tâm Mì Bảy Né. Đếm giùm đại ca với rồi nghe nè đếm chưa từng người thôi. Đếm đi rồi 1, 2, 3 vô đại ca. Rồi vô. Chứng chỗ liền. Thông báo tăng cơ anh em ơi, không sao. Thông báo là một cách đúng. Đừng báo ơi, chạy mai. Rồi vô luôn rồi. Không ổn đó đại ca, cho thông báo. Vậy còn hai anh trai Daniel Tam với anh Tôn rồi, thì mấy nhờ mặt cười. Rồi, ngân. Em đi nắng sương đi. Vậy? Rồi, tới anh em mình cứ tập luyện thường xuyên lên. Nguyên. Tiền bạc đại ca bỏ ra cho anh em đi chữa trị cho. Giờ tới Nguyên với ai nè? Em, nãy giờ em chưa đại ca. Rồi, vậy Nguyên với lại anh Sibo đi. Hai thằng là thể trạng là cảm giác khỏe khoắn đúng không? Sung sức đúng không? Không khỏe lắm đại ca ơi. Không khỏe à, vậy thì đi nắng sương cái đi rồi đánh. Hoặc là xin thua, nếu mà cảm giác không ổn thì xin thua. Em thử nó lần rồi. Rồi, bye bye. Rồi đại ca đếm nha. Em hiểu anh
1 2 3 Ui dạ. Anh lại anh em biết sao anh Tam bị đấm thua thiệt không? Nguyên nó quấn đau. Cái con chuột của anh Tam nó xài cái con chuột lỏ có trăm mấy đổ lại à. Còn tụi nó xài con chuột toàn 2-3 triệu, chuột không dây rồi nó cái nhịp đấm nó mượt á. Chuột càng xịn thì nó càng kháng mà anh em. Con chuột ông xài lỗi anh em chưa tới 150 nữa mà. Hình như đợt tôi nhớ con đó còn giảm còn trăm mấy chục ngàn à. Chuột càng xịn thì anh em lít nó mềm nó lại lẹ hơn. Ai win, ai win? Trời ơi, còn ai nữa ngoài em nữa đại ca? Dạ rồi. Bên bên mình còn nào muốn thử sức với nhau không? Để đại ca coi tay ơi. Vậy là đại ca hái Nguyên với thằng Huy đấm ok nè. Ê hay là đại ca hái thằng Huy với Nguyên đi, hai thằng nắm được á. Rồi, đại ca được á. Để đại ca đếm cho. 1 2 3 Đúng rồi, quan trọng là quen tay á. Anh em biết cái con chuột Logitech B100 hồi đó tôi xài không? Bây giờ nó giảm còn có 60 ngàn à. Mà tôi vẫn hết xài. Đây. Kiểu lâu lâu lít nó êm. Em bệnh em ho quá đại ca. Nó vừa nghẽ mà nó vừa lít dễ nữa. Ui cha. Nút đại ca, tới giờ em xin 7 triệu tiền chủ xe, chủ tiền. Rồi lát đại ca đưa cho thông báo cho. Ai win vậy Minh ca hả? Cảm ơn đại ca. Hay. Rồi tới nào đi để đại ca nhắn nhìn nút cái. Má mà giờ nút nó không có trong băng thì sao mà chơi được ta? Bây giờ em phải lựa chọn là ở trong băng đảng. Tại vì tính luôn thằng nút là phải 10-13. Bữa tôi không biết tôi tuyển nhặt, tôi tuyển dư. Đại ca nghe. Đại ca làm lại phạt không? Ok, rồi vậy đợi đại ca xíu. Rồi nhưng mà để thằng Nguyên, thằng Nguyên với thằng Huy hai thằng đánh trước đi. Cái cậu trai áo hồng ơi. Sao ấy anh trai? Cái cậu trai này có bên chung nhóm với cậu không? Có anh à. Cậu đó mới rủ tôi đánh cây 50 nè. Làm sao nữa? Làm sao nữa vậy bạn? Phải không vậy? Có không vậy? Vậy mới rủ tôi xong rồi tôi nhận kèo về tôi tới tôi nói cái bạn kêu là sao? Có bạn ơi, tôi nghe bạn ơi. Có thì nhận không Nguyên, có gì đâu mà em sợ Nguyên. À rồi. Có thì đánh thôi gì đâu. Em sợ bạn này không chơi thôi chứ. Rồi. Thì có mà tôi nói đây tôi hỏi là có rồi mà. Rồi vậy đưa tiền cho đại ca của tôi đi. Rồi. 50 triệu đúng không? Trọng tài xin phí 10%. 10%. 2 triệu thôi đại ca xin 2 triệu thôi. Tính không vậy? Bị tính. À đại ca xin 3 triệu thôi. Là thắng là ăn 47 đó. Á mà nhìn nó da đen quá. Cái anh trai áo đen này có khỏe mạnh không? Có, vừa nắng chị. Rồi, anh đợi. Rồi, anh có xe em tôi đưa xe cho anh đi nắng luôn nè. 50 triệu rồi gắt vậy. Chưa nó đấm thua 100 triệu á, đại ca gan đại. Không mà đại ca tên Nguyên gán lên nha Nguyên. Dạ đại ca, dạ. Đại ca nói như thế này nè, lúc mà em đấm đúng không? Em nhìn cái đầu đại ca nè, em nhìn nè, thấy không? Nè, bây giờ em nhìn đại ca đi nha, em cứ đứng nhìn nha. Đó, thấy không? Thấy cái đầu đại ca không? Đó, là em phải luôn luôn nhìn đối thủ, ví dụ nó nghiêng về bên phải, là em phải nhìn qua bên phải. Nó nghiêng về bên trái, là em phải nhìn nhẹ về bên trái, dù là đi thẳng lên. Cái thành phố này em chỉ ngán một hiệp đen thôi đại ca. Đó, thì đại ca tin em làm được đó nha. Rồi, đưa tiền cho đại ca tôi nè. Rồi, Nguyên đưa trước đi, Nguyên đưa trước đại ca 50. Rồi, tôi nhận được 50 rồi. Rồi, tiền đã nhận đủ, cái thí sinh mình bước ra võ đài. Muốn đánh ở trong hay là bên ngoài? Tôi nghĩ là trong này đi là đẹp nè. Rồi Nguyên đứng theo hướng chỉ tay của đại ca. Đây. Rồi anh trai đầu bạc anh sang đây đứng ngay cái mũi tên là tôi sẽ đếm nha. Rồi mọi người đứng qua cái vạch màu đỏ nha. Không có đứng ở bên trong để mà tránh lắm nhầm. Nguyên có nghe đại ca nói không? Nghe. Anh đầu chồng có nghe tôi nói không?
Anh Đầu Chọc ơi, anh Đầu Chọc có nghe tôi nói thì đưa hai tay lên. Buổi chiều đấm mất bảy lé hay sao á? Chào Đinh, chào Đinh. Sao anh? Anh chào đầu Đinh ơi. Anh có nghe tôi nói không? Rồi. Ra tôi đếm 1 2 3 là 1 2 3 là đánh nha. 1 2 3. 3. Vô. Nhầm đầu Đinh mà nhầm cái Đầu Chọc. Chết con mẹ, cái gì mà vô đấm hai cước rồi. What? Ừ. Ôi trời, 4 cước, 6 cước. Thua 50 rồi đấy. Ừ. Trời ơi, cái gì mà lỗ quá vậy, lỗ đấm. Thua rồi. Dạ. Lửa góc, đấm lại. 2. Hãy Nguyên ơi. 2, lời rồi nè. Đấm. Được phép thua non nha, được phép thua non nha. Để không tốn tiền bệnh viện. Thua non. Nguyên à, cái này là không tránh được, em báo quá trễ rồi. Quá trễ. Anh, rồi, em quá báo trễ quá trễ rồi. Rồi anh trai ra đây nhận 97 triệu anh ơi. Sang đây nhận 97 triệu nè anh. Anh Đầu Đinh ơi. Rồi anh sang đây với tôi. Cho tôi xin 10 triệu nữa là 60 triệu. Nguyên ơi là Nguyên. Chưa gì mới thử nghiệm thôi là hát nằm rồi. Rồi. Ôi từ đâu. Ngàn, chục, trăm, triệu, 97 triệu. Rồi anh nhận được chưa? 97 triệu, đã sang tiền. Muốn tới vào. Nếu mà anh muốn tôi với anh thì mình vô. Anh đi nắng sư đi rồi tôi với anh vô. Để tôi gửi cho đàn em tôi. Đi đại ca. Đại ca đánh gần ăn hiệp đen chắc bợ đờ si nó. Cái bông quầm. Để đại ca thử gỡ cái coi. Đấm bảy lé còn. Bạn tôi đánh rồi. Ghê, đấm mà đấm gục bảy lé luôn á hả? Ui da, được để thử kèo này coi. Rồi, anh bây giờ anh muốn đấm nữa thì để tôi đi nắng sương rồi tôi với anh vào làm cái kèo hồi nãy. À đây, ảnh đây. Anh ơi, anh nắng sương này nọ xong xuôi chết chứ anh? Không, mình hôm qua mình ca rồi á. Anh ơi. Rồi, bạn tôi ổn rồi, anh chơi đi. Rồi, thì bây giờ tôi muốn đấm một trận một. Thắng thua cũng nghĩ để không có chơi lâu dài, để bọn tôi cần tập luyện. Thì tụi tôi muốn chơi một cái kèo đó là 250 triệu. 250. Còn nên kiểu gì anh chơi? Một trận một để tụi tôi là kiểu cũng muốn gỡ lại cho những cái trận thua vừa rồi. Đây sẽ là một trận đấu sinh tử luôn. Ai ngất thì thôi à. Dân chơi sợ gì mưa rơi. Bạn của anh đồng ý hay không anh à? Đúng. Đồng ý thì mình giơ hai tay lên. Bây giờ 150. Đây. Là đồng ý đây kìa. 250 à, bạn anh chịu 250 kìa. 250 đúng không anh? Cho tôi lại lại cánh tay được không ạ? Bây giờ hồi nãy tôi nói với anh là anh có nghe tiếng lòng của tôi không? Tôi nghe cái tiếng lòng của anh đó nè. Tôi không có nghe anh nói gì hết. Bây giờ nè, thằng fan tôi nè. Nó gửi tin nhắn lại cho tôi. Rồi. Còn nếu mà anh muốn đánh 100 thì ok, tôi đồng ý. Anh hỏi bạn của anh là có đồng ý cái một dán tỷ thí với nhau 250 triệu không ạ? 250. 100 đi đánh hai dán luôn. Một dán một nghỉ luôn để có gì anh em tôi còn tập luyện cho những trận đấu phát sinh sắp tới à. Quen. 200 đi. 100 nó hồi lông. Tàn tiền anh em ghé vô không à. Cái hàng tóc xanh dài đó chưa? Cái hàng tóc xanh dài nào? Thằng nào? Nghe điện thoại kìa. Đồ thằng đó tao đánh nó không đất ngoài đậu ca đó. Nó qua nó kè. Lạng lắm, bãi cá lạng lắm. Như kiểu mà... Rồi! Thằng Tứ à. Nó rủ tao kèo 5 kèo. Tôi tên Long Tứ đúng không anh trai? Thằng Tứ chọn qua một cặp rồi, tôi xin bò đấy. Rồi, bạn của anh đồng ý rồi thì tôi cần một người trọng tài uy tín. Anh có tôi anh tên gì anh ạ? À? Tôi tên Bèo. Anh Bèo à? Anh các anh là bên phía bên nào à? Tôi từ Ba Lát ra. À vậy thôi anh em ở Ba Lát thì không cần mà phải qua một phía trọng tài.
ăn thua chung đủ luôn anh à. Rồi nếu mà anh tin tưởng tôi thì anh em mình xong xuôi trận đánh này à, tin tưởng luôn. Anh nào đang giao tiền? Anh nào đang ngoài không? Đâu có ai đang ngoài không? Nếu không Minh Luân, còn không mình có cái cô bác sĩ dễ thương đó đó thì đưa cho cô ấy, các anh thấy sao? Và mình sẽ cho cô ấy tiền phần trăm. Suy nghĩ lại nhau nha, mang cần ngồi lại nhau để suy nghĩ nha. Tụi tôi tin tưởng vô hết đại ca của tụi tôi. Anh trai mà không tin đại ca thì có chuyện chứ. Cô bác sĩ ơi. Dạ sao bạn gái em á sếp à, à, cô là hết chết cơm không cô bác sĩ ơi cho tôi nhờ thế này thì tôi với các anh kia có một trận tỷ thí gọi là đấm thể thao với nhau giá tiền là tổng là 500 triệu. Tôi sẽ gửi cô 10 triệu làm cà phê thì cô có thể đứng ra làm trọng tài và những cái khoản tiền đó được không ạ? Dạ được anh ơi, em đổi luôn. Rồi vậy tôi sẽ đưa cho cô 250 triệu và anh ấy đưa cho cô 250 triệu cho cô. Không ai đâu nha đúng không? Hiểu. Vậy. Đây là cái kiểu bắt đầu. À, cô ga kìa, anh ấy chỉ cô ga kìa. Anh lấy lấy anh ấy trước đi, tại vì anh ấy bị đau họng á cô bác sĩ. Có anh em rồi đặt kèo không nhờ? Do này ơi, do này sẽ làm. Vô anh em 10 triệu. Vô đại ca 100 triệu rồi đó. Đâu ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? À, đưa đại ca thì đánh chém 200 triệu, 200 triệu. Em nhận được rồi nha, giờ tới anh. Đúng rồi, có kèm mini. Đại ca, em vô đâu ác ra làm cái bạn tôi. Chốt 200 triệu là chốt 200 triệu. Chốt rồi, chốt anh bầu ơi, bỏ cho bầu ơi. 100 triệu. Tôi có 500 ngàn triệu à. Này, chị gái tên gì ạ? Mỹ Duyên hả? Dạ đúng rồi. Tên nghe dễ thương quá vậy. Rồi. Ê, tôi nhầm. Cái đó hình như là tôi mới đưa 25 triệu thôi chị ạ. Dạ đúng rồi, anh mới 25 thôi á. Rồi chị nhận được chưa chị gửi tôi lại dạ 25 triệu. Dạ rồi nhận được rồi. Dạ. Dạ rồi anh nhận rồi. Được chưa anh ơi? Khi mà bác sĩ đưa tay lên anh ơi. Và chạy ra chúng ta sẽ đấm. Anh ơi. À tôi đây à, bác sĩ à, tôi nhận được rồi ạ. À. Dạ rồi. À rồi cô bác sĩ ơi thì tôi nhờ cô thế này. Dạ. À, bây giờ cô đứng ở giữa đây giúp tôi và cô đưa hiệu lệnh là hai cánh tay lên. Cô biết đưa không ạ? Cô đưa được không ạ? Cô có bị đau dạ tay biết. Không? Dạ. Rồi cô đưa xong cô chạy ra ngoài đây giúp tôi nha, ngoài cái vạch đỏ liền luôn. Rồi cô đứng ở giữa hai tụi tôi đi ạ. À. Xin ca, xin ca cho đại ca nhờ bác sĩ rồi. Đi ra hết anh em ơi. Đếm xong chạy ra ngoài chị ơi, đếm xong chạy ra ngoài đúng không chị? Đi super các bạn đi dạ. Ra long đi ra ngoài đi. Ủa, sao vậy? Bây giờ đại ca nhắn tin câu thả tay xuống là đấm đại ca ơi. À rồi, đợi xíu cô bác sĩ ơi, chắc là anh bị động đất rồi bác sĩ ạ. Rồi anh ấy động đất luôn. Rồi đây rồi. Anh tiếp tôi. Ok. Rồi. Vậy thì nhờ bạn anh làm trọng tài đếm 3 hiệu lệnh cũng được ạ. Rồi. Rồi ra đi em ơi. Rồi, đếm đi anh. 1 2 3 Johnny Mai đi rồi, Johnny Mai đi rồi. Ăn đấm nè. Đại ca làm được rồi anh em ơi. Rồi cô bác sĩ ơi, cô ra đây à. Tưởng của em. Trước thì trước khi tôi nhận tiền
Thì tôi có nhành hoa tôi gửi cho cô bác sĩ để tôi đại ca đồ nào ăn ăn đồ súng cúng đâu gì cô bác sĩ này làm trọng tài nên đại ca mới có sự may mắn đó chứ. Con thầy vợ bạn gái cơ quan đại ca rồi cô bác sĩ chỉ cần gửi tôi 490 triệu là được cô bác sĩ ạ. Trời sĩ nữa. Trời ơi, chết cơ. Cậu phải có lọc lá cho người ta chứ đúng không? Đúng mà. Có gì em lọc cho anh 5 triệu. Tôi là giấy tờ tôi là Ly Kun nha cô bác sĩ. Để em tặng cho bác sĩ thêm 5 triệu nữa. Liêu Văn Vương. Thôi. Đại ca ơi. Đại ca nghe. Rồi tôi nhận được rồi nha. Rồi giờ đại ca sang tiền nè. Nãy Hoàng đưa đại ca 45 triệu đúng không? 50 Đại 50, đại ca thấy 45 à? Không phải, 5 triệu em đưa trước rồi, xong 45 triệu. À bài. Vậy hả, xong. Đại ca hữu lòng em thôi, giờ đại ca đưa em lại 100 này, rồi em muốn cho cô bác sĩ em cho. Trận vừa rồi thì cũng phần là gom góp của anh em không rồi thì khoảng 490 triệu. Thì cái này được đại rồi, ca chỉ rồi, ăn được rồi. Có bao nhiêu đâu, 40 à. Đại ca lọc lá cho cô bác sĩ 10 triệu rồi. Nhưng mà mình có mua xe gì không, đại ca? Đại ca dự định là mua su tình đó. Vẫn là ưu tiên mua su tình đại ca. Su tình đại ca đi nhầm đi ra bẩn rồi. Đó thì khi mà có xe đi rồi sau này anh em mình làm bẩn cứ từ từ. Đại ca hỏi đại ca có mượn ai được nữa không đại ca? Tụi em muốn muốn mua liền hay sao? Tụi em cày 2 ngày là được hơn tỷ đó đại ca. Nhưng mà tụi em có đưa cho đại ca đâu. Thì bây giờ tụi em có tụi em đưa liền nè. Vậy thì muốn mua su tình đúng không hay là party? Su tình đại ca xe 4 mình đi chung cho nó. Đại ca nghĩ là nên ưu tiên 2 chiếc su tình. Sau này là bán luôn á. Su tình mình phải mua ít nhất là 3 chiếc tại vì găng mình là 12 người đúng không? 3 chiếc là chạy được 12 người. Dạ đúng rồi. Đó, rồi sau đó nói chung là tài sản đại ca nghĩ là sẽ cứ chia đều ra anh em mỗi thằng giữ một cái. Rồi, giờ để đại ca Quy đấm viên Quy phát cuối rồi. Rồi để anh em tập luyện đại ca coi vòng có cẳng rồi anh em tập với nhau. Vô chú Quy. Rồi đại ca. Thông báo đếm giùm đại ca đi thông báo. 1 Dầu giữa trời, dầu vậy chắc sắp có tiền trả cho người ta rồi nè đúng không? Mới một à. Mới một. 21 lận mà chị Kiều lên chị giỏi quá vậy. 2 rưỡi. Em nói anh ngu anh có tự ái cô anh dung nhì mặt cười. Không ổn là nói anh em mình ngưng nha Quy. Dạ đại ca. Đại ca ổn vậy? Đại ca vẫn ổn. Đại ca cũng không ổn lắm, đại ca xuất huyết luôn rồi. Em còn mà gần mũi tên rồi, gần đại ca rồi. Thấy là tay chân đại ca bủng rủng rồi. Vậy đi khám đi. Rồi đại ca đi khám. Đại ca uống nhiều rồi thôi. Rồi giờ anh em mình có muốn tập luyện nữa thì đánh chứ đại ca ngưng, đại ca đau người quá rồi. Rồi đại ca. Em đi khám với bác sĩ với đại ca luôn đại ca. Anh trai. Xe tôi anh trai. Xin lỗi anh trai, xe giống nhau quá. Nguyên ơi, mày lấy cái xe làm đại ca hiểu lầm anh trai này ngồi lộn đi. Đại ca. Lên Quy. Xuống xe. Cái gì Quy? Đâu? Thằng Quy này nó cũng chiến lắm á đại ca. Bữa nào phải đánh nó một bữa đại ca. Quá. Chào anh. Quy, đại ca thấy đánh đấm tốt chứ. Đại ca nghĩ em nên tập luyện để mà tham gia những cái buổi đấm ở trong thành phố mình được nè. Đại ca, em đánh kèo nhỏ lẻ 10 triệu hoài luôn á đại ca. Ăn hả? Ăn hay thua? Ăn nhiều rồi nè. Trời ơi, vậy là những cái trận đánh như vậy là em phải tập luyện để mà lên nâng cao trình độ chứ. Tiền đâu đại ca? À, đi đánh nhau xong rồi cái tí nữa đi bệnh viện nữa rồi. Ủa tí nữa cái bị úp sọt cái đi bệnh viện cái đi nằm nữa rồi cả. Ồ lỗ hết. Né cái thằng tân một cú ra là được. Ê, Nguyên ơi, đại ca hái thằng Nguyên này được nè, hai thằng đấm nhau đại ca hái ok á. Rồi. Em đấm với Nguyên chưa? Hồi nãy là em nương tay đó, giờ đấm lại đi. Bây giờ đấm hết sức đi, tại vì đại ca thấy là trong đây là giữa em với thằng Quy là hai thằng đấm tốt. Thì đại ca nghĩ là hai người em đánh hết sức đi, để coi nào mai mốt sẽ đại diện bên mình đi thi đấu mấy cuộc đấu đó.
Nhưng mà đầu tiên là tiền bill đại ca lo nha. Ờ, bây giờ đấm thôi, đại ca nghĩ là đấm vậy bây giờ muốn một trận này phân định thắng thua là đấm ngất luôn đúng không? Rồi, đại ca chịu 10 triệu tiền bill cho, đấm đi. Đại ca lo nha. Rồi, để theo đại ca đếm nha. Đây tôi đếm nha, tôi đếm nha. Anh Bảy ơi, đàn em tôi đánh để tôi đứng nha anh Bảy à. À, thôi. Rồi, đại ca đếm nha. 1 2 3 Rồi. Ủa vậy? Ủa? Ui da, Nguyên đấm được à. Ui da. Nguyên là nó bị target, nó chưa biết target. Ui da, Nguyên nha. Ây da. Sút. Ây da. Rồi, ngân. Ờ, vậy đại ca đỡ tốn 10 triệu. Rồi. Đại ca nhà hai Nguyên này được nè. Ủa Hoàng Binka có thử chưa? À, vô. Binka với Hoàng làm cái đi để ca, đại ca coi trình độ mai mốt mình còn đại diện. Giao lưu quá thật không anh? Sao anh trai? Gon nè, giao lưu quá thật không? À anh Gon nè, anh muốn giao lưu riêng với tôi đúng không anh Gon? Dạ đúng rồi. Rồi, vậy anh Gon đợi xíu đi, tôi đến cho hai đàn em tôi đấm cái rồi tôi với anh nói chuyện nha. Rồi, rồi đại ca đếm nha. 1 2 3 Rồi anh ra đây luôn. Mình là mình sổ tiền ra quốc luôn. À anh Bảy đấm với tôi hả anh Bảy? Không có anh Gon nè, tôi đứng làm trong cái giữa nè. Nghe. Trời ơi anh Gon, tôi nghĩ tôi với anh có sự tin tưởng nhau thì anh em mình sanh chính nhau đỡ mất phí chứ anh nhờ. Tôi đâu có lấy tiền đâu. Dạ anh Bảy đếm giùm là được anh Bảy hả? Dùng đất đi chứ không bằng, tôi đâu có lấy tiền đâu, lấy tiền like đâu. Xong rồi đại ca. Ai quên, Binka thắng hả? Xong rồi đại ca. Ê, vậy Binka, em thử đi nắng xương đi rồi, lấy xe đại ca đi nắng xương đi rồi vô đấm thử với lại thằng Quy xem. Quy đi nắng xương đi, hai thằng đi nắng xương đi thử hai thằng đấm coi. Rồi, đại ca đếm 1, 2, 3 là vô nha. Chưa chờ em, chờ em xíu đại ca em. Rồi, xong thì cứ nói đại ca biết. Ui vậy tính ra thằng Binka đấm được nè. Thằng Quy, thằng Hoàng, thằng Nguyên. Rồi chưa? Rồi đại ca. Rồi 1 2 3 Rồi Quy nè. Đời 3 rồi, ủa đẹp quá. Ui á, chưa biết nha. Ui á. Wow, Quy nè. Đồ má đánh được quá ta. Vậy mà tôi tưởng thằng Nguyên mới là thằng đấm tốt. Tại vì tôi thấy nó đi đại diện, nó đi đấm bên thằng Bảy Lé quá trời luôn. Kìa bạn đánh đèo 50 không kìa. Anh Con, nhiêu anh Con? 50 đúng không? Rồi. Ai thắng vậy? Hay quá Quy ơi, Quy ơi. Bây giờ Quy hay thằng Binka đếm giùm đại ca cái đi. Vô tiền ra đi, công bằng đi. À, tụi tôi tin tưởng nhau anh Bảy à. Bánh độ. Rồi anh Gon, tôi cũng nghĩ anh Gon với tôi là sanh chính đúng không? Anh em mình thua là đưa ngang đúng không anh Gon? Không. Rồi. Dạo này em mệt trong người nên đếm thôi. Ai hỏng to đếm giùm đại ca cái đi. À, ai anh Bảy đếm em Bảy. Em ho trong người quá. Đây. Rồi chưa? Rồi. 1 2 3 Tôi sao vậy anh trai? Lại. Rồi. Rồi chưa? Chứng nhận chưa? Bắt đầu. 1 2 3
Thua đúng không? Thua chưa? Cho tôi xin 50 đi à, anh ạ. Đại ca. Đúng là đại ca của em. Đại ca lấy 40 thôi, đưa tụi em 10. Đại ca nhận sang tiền. Đại ca đợi sức đi đại ca. Đại ca ác quỷ, đại ca chừng lớn đi. Rồi, vậy một xe van, hai cano, với 500 triệu. Người hiện tại em đang có bao nhiêu tài sản vậy mà em cứ tin tưởng vô đại ca không vậy? Thì đó, tụi em đó là Nguyên giữ chiếc cano, em giữ chiếc cano. Thôi anh em ơi, đấm nhau thôi mà. Anh em má ba lấy gia sản anh em đấm nhau vậy. Mình đi đánh nhau. Em đấm thắng không mà em cũng đấm nhau. Đại ca cũng bây nói giờ mình đấm một hồi là mình mua được sưu tầm luôn á. Đại ca cũng nói rồi, mình nó không thể làm giàu bằng những cái trận đấm này được. Tại vì nó đúng rồi. Nó là cờ bạc. Đúng. Thì... em đồng ý với đại ca đó. Ý là mình nói đúng lần thôi chị ca. Phải đi làm mới vui vẻ rồi cả. Hả thông báo rồi, fan giống tôi không ạ? Lại không? Mà từ từ. À tôi còn hết máu rồi. Bây giờ đại ca thấy như thế này. Trong giờ trong nhóm á, đại ca thấy thằng Binka nè, thằng Huy là hai với thằng Nguyên nữa là ba thằng là đấm được nhất. Không, em đấm không nổi đâu đại ca. Em lính lát em thì nếu mà bây giờ mình phải đại diện. Vậy tối nay kèo 500 triệu ha vô này. Bây giờ mình phải đại diện mà thằng đấm tốt nhất. Để mà sau này đại ca. Nếu mà các đại ca không được phép tham gia thì những thằng em như tụi em là sẽ được đại diện ra đấm, hiểu không? Hai đứa này là nó có kỹ năng, còn em thì có kinh nghiệm. Đâu đâu đâu, em đồng ý, em có kinh nghiệm. Mà kinh đấm nhiều nhất. Kinh nghiệm rút tiền ra đưa cho ta gì không Nguyên? Thì bây giờ nè, đại ca thấy là nên tập luyện tiếp đi. Rồi. Bây giờ đại ca muốn thấy là Binka ca đánh một cặp bơ ba với thằng Huy. Rồi, đi lát nữa tiền bệnh viện đại ca đưa cho hai thằng cảm giác khỏe phẳng của người không? Có cần đi bệnh viện không? Em ăn cái. Rồi. Đó, anh em tránh xa đó nè. Ai đánh ra vậy? Nguyên hả? Em chứng minh cho đại ca thấy. Kèo nhiêu, kèo đó nhiêu? 50 đại ca ơi. Rồi, đại ca tin em nha Nguyên. Chứ em không tin đó đâu đại ca. Rồi nha. Nó thua không à? Rồi đó là... Đại ca như thằng Nguyên này nó âm nó trừ 50 quá. Nó đi qua bên đây luôn. Đi qua bên đây. Nó thua nhiều lắm. Đúng đó, chung á. Bỏ. 2 3 vô. 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 Cái tỷ số hút lòn của cao quá bạn ơi. À tụi Nguyên thấy cái anh đầu xám đó, anh bắt mát lắm đó. Ơi, được kìa, hay Nguyên. Hay. Nice. Quay đầu liền, đúng rồi. Nó chạy rồi. Họ bắt thương. Pause. Hay. Nice. Ây da. Hay, vô cùng đi kìa. Hay. Very good. Cái nữa. Ba cái nữa lần kia gục chắc luôn, ba cái. Ba cái lần Nguyễn gục. Ba cái Nguyễn cũng gục luôn. Quên trả kèo cho anh em nữa, Nguyễn à.